Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sell Crypto. Hôm nay là thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022. Thì rất là nhanh chóng thì chúng ta cũng đã dần bước đến những ngày cuối cùng của tháng 11 và sắp sửa bước sang tháng 12 rồi. Thì nhìn chung rằng là BTC của chúng ta trong vòng 24 giờ qua, mọi người thấy là nó cũng hiện tại thì mình thấy là nó cũng về lại ngay cái vùng gọi là cái vùng trên 16.000, là cái vùng của nó mà ngày hôm qua đúng không? Và trước khi đó thì BTC cũng có một khoảng thời gian ngắn thì nó điều chỉnh xuống cái mức là dưới 16k. Và hiện tại thì mình thấy là tình hình thị trường đa phần là một số những cái đồng altcoin thì là đều là đa phần là màu xanh đúng không? Là nếu mà chúng ta đang xem khung ngày, nhưng màu xanh này thì mình thấy là nó cũng không có nhiều những cái sự khác biệt so với lại những cái thời gian trước ha. Và một số những cái đồng mà mình thấy là có những cái sự tăng trưởng đáng chú ý ở trong là overview của thị trường trong top 100 market cap là ví dụ như đồng Linh nè. Linh thì hiện tại thì trong ngày hôm qua thì nó cũng tăng khoảng là 9%, nhưng mà đồng Linh này thì mình thấy là cái sóng của nó đi với cái một biên độ thì không có quá là đẹp nên chúng ta trade trên cái đồng này thì chúng ta cũng gọi là cũng không có được nhiều những khoản lợi nhuận trên những một số cái đồng khác đúng không? Còn FTM thì mình thấy là cũng đã khá là lâu rồi thì nó mới lại là nằm trong cái top những cái đồng có những sự tăng trưởng mạnh nhất ở trong top 100 market cap ha. Và Celo thì sau một cái ngày hôm qua, sau một khoảng thời gian mà nó tăng rất là nhanh chóng, tăng lên đến khoảng tầm là gần x2 chỉ trong khoảng là một cái nến H1 thôi ha. Nhưng mà rất là nhanh chóng sau đó thì nó cũng đã có những sự điều chỉnh khá là sâu, thì không biết là cá voi hoặc cá mập nào là tham gia vào thị trường và đã cái đồng Celo này lên hôm qua ha. Thì hôm nay thì như thường lệ ở trong đầu mỗi video thì mình sẽ là điểm qua những cái thông tin là nổi bật của tình hình thị trường trong 24 giờ. Thì vào thời gian tối hôm qua thì BlockFi là một nền tảng cho vay thì họ cũng đã là nộp đơn tuyên bố phá sản theo chương 11 ha. Thì trong năm nay thì chúng ta đã thấy rất là nhiều những công ty nộp đơn tuyên bố phá sản, và đầu tiên là chúng ta có là Real Capital đúng không? Một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu thị trường. Sau đó thì chúng ta có một số những cái dự án nền tảng cho vay ha, ví dụ như là Voigo hoặc Celsius ha. Còn mới đây nhất thì chúng ta có là sàn FTX là một sàn top 2 của thị trường chỉ sau Binance thôi, và được hỗ trợ bởi khá là nhiều những gọi là cái tay to ở trong thị trường crypto cũng như là bên thị trường ngoài truyền thống ha. Và mới đây nhất thì vào tối hôm qua thì BlockFi cũng là một nền tảng cho vay, thì BlockFi cũng là một trong những cái ông lớn khá là nổi tiếng của thị trường. Thì hiện tại thì đang có thông tin cho rằng là BlockFi đang muốn kiện Sam Bankman-Fried là chủ sàn của FTX ra tòa vì Sam không có gửi một số lượng cổ phiếu Robinhood trước đó cho BlockFi. Thì như thông tin thì trước đó thì Sam Bankman-Fried thì cũng đã hứa gửi một số lượng cổ phiếu cho BlockFi lên đến khoảng là vài trăm triệu đô la ha. Và trước đó nữa thì Alameda Research là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm thì của Sam Bankman-Fried đó thì cũng nợ BlockFi khoảng là 680 triệu đô la ha. Từ cái vụ việc này thì mới có cái thông tin là Sam hứa gửi một số lượng cổ phiếu cho BlockFi, nhưng mà cuối cùng lại Sam lại không có gửi ha. Thì hiện tại thì đang có thông tin là BlockFi đang muốn kiện Sam ra tòa. Thì mọi người thấy là trong thị trường downtrend này thì dòng tiền nó đã rút, nếu mà nó đã rút ra khỏi ngoài thị trường ha. Thì mọi người thường có cái câu gọi là thị trường xuống thì chúng ta mới biết là ai không mặc quần đúng không? Thì khi mà thị trường downtrend thì sẽ rất là nhiều những vấn đề mà nó xảy ra ha, và chúng ta cũng không có ngờ tới, mà mặc dù trước đó là gọi là những cái công ty ha và những cái tổ chức này thì rất là được lòng tin của mọi người luôn đó, và xây dựng gọi là cái bộ mặt bên ngoài rất là vững chắc luôn. Nhưng mà sau đó thì thị trường downtrend thì chúng ta mới biết là ai là làm thật ha. Và ngày hôm qua thì cũng có một cái thông tin là mình thấy là nó cũng nổi bật của thị trường, là có thông tin là có đến là 127.351 BTC, tương đương với cái số tiền khoảng là hơn 2 tỷ đô la ở di chuyển ha. Cái số lượng tiền này di chuyển từ ở một ví lặn của Binance và di chuyển đến sang gọi là cái địa chỉ ví mới. Và sau đó thì CZ hay là chủ Sam Bankman thì ông ta cũng lên để ông ta gọi là nói về cái vụ việc này. Thì ông ta nói là đây chỉ là một cái gọi là cái sự dịch chuyển tài sản ở ví cũ sang một ví mới. Và cái điều này để chứng minh cho là những cái nhà kiểm toán thấy được rằng là hiện tại thì cái số lượng tài sản này họ vẫn đang nắm quyền kiểm soát nữa.
Thì ông sau đó thì CS thì cũng lên đính chính lại cái việc này để cho gọi là dư luận khỏi là bàn tán là, tại vì người thấy là khi mà thị trường downtrend thì tâm lý thị trường rất là hoang mang hoảng sợ đúng không? Chỉ có một vài những thông tin thôi và nó gọi là nó chưa có được rõ ràng, nhưng mà những cái thông tin như thế này thì cũng rất là dễ mà bị ảnh hưởng đến tình hình thị trường. Nhưng mà sau đó thì CS thì ông ta cũng là lên đính chính lại cái sự việc này rồi. Thì tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là phân tích về tình hình và biểu đồ giá của thị trường ha. Thì mình thấy là trong thời gian qua, ví dụ như chứng khoán Mỹ cũng không có những cái sự gọi là biến động quá lớn để chúng ta phân tích đúng không? Nhìn chung rằng là nó vẫn đang đi trong một gọi là cái kênh tăng giá. Và từ ở những thời gian như là tháng 10, giữa tháng 10 đến hiện tại rồi, thì chúng ta cũng đã diễn ra khoảng là một tháng rưỡi ha. Thì mọi người thấy là cái gọi là cái S&P 500 là chỉ số chứng khoán của Mỹ thì nó vẫn duy trì được ở trong gọi là cái kênh tăng giá ha. Có những cái sự phục hồi gọi là rất là tốt sau khi mà có một cái khoảng thời gian điều chỉnh từ tháng 8 cho đến khoảng tầm tháng 9. Và DXY hiện tại thì mình thấy là nó cũng không có nhiều những sự biến động quá lớn, và nó chủ yếu nó vẫn đang nằm trên gọi là cái level là cái vùng hỗ trợ từ mức là 105 cho đến lại 106 điểm đa phần ở trong những khoảng thời gian vừa rồi ha. Tiếp đến thì mình cũng sẽ là phân tích về gọi là cái đường giá và xu hướng hiện tại của BTC. Thì mọi người thấy là ngày hôm qua cũng lại là một ngày thì BTC lại là đóng một cây nến đỏ, và chúng ta đã có khoảng là 5 ngày liên tiếp rồi và BTC đóng nến đỏ từ ở những khoảng thời gian khoảng là đầu tháng 11 đến hiện tại. Thì người thấy là trước đó thì BTC cũng giảm một mặt từ mức là 21k mà về đến những mốc sâu nhất là 15k năm ha. Và những khoảng thời gian sau đó thì mình thấy là BTC cũng gọi là cũng có những sự phục hồi lên ha, nhưng mà rất yếu ớt thôi. Phục hồi lên mình thấy là đa phần đâu đó khoảng tầm là 17.000 ha, và sau đó thì nó cũng lại bị đạp giá xuống ha, và cứ dập dìu ở khu vực này. Và trong thời gian qua thì người thấy là tuy rằng là BTC đã có khoảng là 5 ngày liên tiếp và nó điều chỉnh là đều đóng đến đỏ đúng không? Nhưng mọi người thấy thì cái biên độ dao động của BTC ở trong những thời gian qua thì mọi người thấy là càng ngày thì nó lại càng yếu ớt hơn. Có nghĩa là cái biên độ dao động càng nó càng hẹp hơn, và mỗi lần phục hồi như vậy thì mình thấy là nó càng yếu ớt hơn rất là nhiều so với lại những thời gian trước. Và một trong những cái số liệu mà nó thể hiện rõ ràng nhất cái tình hình bộ mặt thị trường là cái số lượng tiền bị thanh lý ở trong thị trường phái sinh ấy. Thì mọi người thấy là những ngày vừa qua thì cái số lượng tiền thì bị thanh lý thì nó đâu đó nó chỉ ở mức khoảng là trong vòng 24 giờ luôn ha, đâu đó nó chỉ ở mức khoảng là vài chục triệu đô la thôi, là một cái số tiền rất là nhỏ ha, rất là nhỏ so với lại những cái thời điểm của năm 2022 ha. Chứ mình không có so sánh với lại những thời điểm của năm 2021. Năm 2021 thì đương nhiên mọi người thấy là trong những thời gian mặc dù là BTC cũng có những sự điều chỉnh gọi là về những cái mốc khá là sâu luôn đi, nhưng mà lúc đó thì cái số lượng tiền bị thanh lý ở trong thị trường phái sinh thì nó cũng còn rất là nhiều ha, vài trăm triệu đô la, thậm chí là 1 tỷ đô la, thì chuyện nó hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng mà trong năm 2022 thì mình thấy là cái mức giá BTC nó đã thấp hơn rất là nhiều so với những thời gian trước ha, và lượng cung và lượng cầu hiện tại thì nó cũng đang khá là yếu ớt ha. Nên những cái gọi là những cái thông tin nào mà gọi là nó quan trọng thì mình cũng sẽ là lâu lâu mình cũng sẽ nhắc đi nhắc lại để cho mọi người biết ha. Tại vì khi mà thị trường gọi là đang cung và cầu cũng khá là ít ha, nên ví dụ như là chỉ cần là những cây nến 5 phút thôi hoặc là những cây nến 15 phút thì BTC rất có thể nó sẽ gọi là nó sẽ boom đúng ở trong những quá thời gian ngắn hạn ha. Tại vì là cung cầu cũng yếu thì những gọi là những cái CEO ha, là những cái nhà tạo lập của thị trường thì họ rất là dễ làm giá ở trong những cái khoảng thời gian này, và chỉ cần gọi là họ chỉ cần bơm một những cái lượng tiền vừa phải thôi ha, thì họ cũng rất là dễ làm giá ở trong những cái khoảng thời gian như thế này rồi. Ví dụ như là trong những khoảng thời gian như là trước đó đi thì mình thấy là gọi là tiền thì nó nhiều đúng không? Gọi là cung và cầu thì cũng nhiều, nhưng và họ phải cả bơm một số lượng tiền lớn thì họ mới làm giá được. Nhưng mà trong những thời gian hiện tại thì họ chỉ cần là bơm một số lượng tiền rất là nhỏ so với lại những thời gian trước thôi, và họ cũng có thể là họ sẽ đã làm giá được rồi mọi ha. Thì CEO là nhà lãnh đạo lại thị trường ha. Thì CEO thì về bản chất thì nếu mà gọi là theo tên gọi ha, thì nó còn lớn hơn gọi là smart money cũng như là có thể là big boy ha. CEO là mình thấy là nhà tạo lại thị trường thì gọi là cái tiềm lực của nó thì lớn hơn ha, so với lại là chúng ta thường có những gọi là cái tên gọi như là smart money, là dòng tiền thông minh đúng không? Nó có thể là big boy. Và tình hiện tại thì nếu mà chúng ta xem ở những cái khung nhỏ hơn ha, khung nhỏ hơn thì khung mắt 4 thì nếu mà mình sẽ đo ở Fibo ha, mình sẽ đo Fibo thì ở thời gian vừa qua thì mọi người thấy là cái sự dao động của BC thì hầu hết thì nó di chuyển ở trong cái phạm vi của Fibo là từ 0,5 cho đến lại là 0,618 là
cái con số là một hai trong những cái con số ở trong những tỷ lệ vàng mà chúng ta thường rất là phải chú ý ha. Thì mình thấy là thời gian qua thì cái đường giá của BC thì hầu hết thì mọi người thấy là nó di chuyển ở trong cái phạm vi, để mình tô cái màu lên cho mọi người dễ xem ha. Đây thì mọi người thấy là cái vùng từ 0,5 cho đến lại 0,618 của Fibo ha. Thì sóng hồi thì mọi người thấy là hầu hết thì thời gian qua thì cái đường giá BC thì nó di chuyển ở trong cái phạm vi như thế này ha. Thì cái khu vực này thì chúng ta có thể là coi là một cái khu vực gọi là kháng cự ở trong thời gian vượt qua cái đường giá của BC ha. Mọi người thấy là cái đường giá BC thì nó khi mà nó cứ chạm lên cái mức khoảng là 16K8, 16K9 ha. 16K8, 16K9 giá thì rất là nhanh chóng sau đó thì nó cũng bị đạp xuống, không đạp xuống mà nó cứ di chuyển liên tục ở trong cái biên độ phạm vi, và cái vùng khoảng là 0,618 là cái mức trùng với cái mức giá là khoảng là 16K500, 16K600 ha. Thì mọi người thấy là cũng di chuyển lên xuống lên xuống lên xuống liên tục ở trong những khu vực này ha. Và từ cái mức khoảng là 18K cho đến lại 15K thì mọi người thấy hầu như là ở trong xuyên suốt thời gian vừa qua thì cái đường giá BC thì hầu như là nó di chuyển khá là nhiều ở trong những khoảng thời gian như thế này. Và hiện tại thì BC thì cũng có một gọi là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn thôi ha. Vùng hỗ trợ ngắn hạn là cái mức khoảng là 16K. Và hiện tại thì mình thấy là cái đường giá nó cũng đang nằm trên cái vùng khoảng là 16K. Và cái biên độ dao động của BC thì như ở trong đầu video thì mình cũng phân tích cho mọi người đúng không? Thì mình cũng nói cho mọi người thì càng ngày thì nó càng hẹp ha. Và có khả năng là mình thấy là có thể là BTC nó sẽ diễn ra tiếp tục ở trong những cái xu hướng ngắn hạn tới cũng từ ở mốc là 16K cho đến lại 17K ha. Và tình hình xuống hiện tại thì như ở thời gian gọi là trước đó thì nếu mà anh em nào là ăn cái được gọi là cái sóc ở thời gian là ngày hôm qua là từ mức là 16K3 ha, và sâu xuống nhất thì cũng là khoảng tầm 16K thì cũng khoảng là từ 3 đến 400 giá rồi. Hiện tại thì nếu mà để gọi là một cái xu hướng rõ ràng hơn để anh em có thể là long sóc thì mình nghĩ là chúng ta cứ là canh BTC hồi lên và chúng ta sót thôi. Còn nếu mà để an toàn ha, thì chúng ta có thể là canh khi BTC nó hồi lên được, nếu mà trường hợp nếu mà BTC nó hồi lên được đến cái vùng 17K ha, thì chúng ta có thể là canh chúng ta sót xuống ha. Thì mình thấy là cái vùng này thì là một gọi là cái entry và vào hàng khá là đẹp để chúng ta có thể canh sót xuống. Còn tình hình hiện tại thì trước mắt thì nếu mà nó tăng lên đến những khu vực này thì nó đầu tiên nó sẽ phải vượt qua được cái khu vực kháng cự là cái mức khoảng là 16K500 ha, là cũng trùng với cái đường Fibo khoảng là 0,618 như là mình vừa rồi mình có vẽ cho mọi người ha. Còn tình hiện tại thì về một số những đồng altcoin ha, thì mình cũng chia sẻ với mọi người là hiện tại thì mình thấy là cái đồng CZ ha, cũng như là một số những cái đồng ở trong cái mảng fan token thì hiện tại thì nó đang có gọi là cái sự yếu ớt của nó ha, chứ không có được phục hồi quá là nhanh chóng. Thì không có biết là ở trong những khoảng thời gian tới thì fan token cũng như là CZ có tiếp tục được đẩy giá hay không ha. Nhưng mà nếu mà anh em nào đã xem video của mình từ những thời gian là cuối tháng 7, từ những là trước cái khoảng thời gian mùa bóng lan, nếu mà anh em theo những cái đồng fan token thì đương nhiên anh em ít nhất cũng gọi là ăn được từ 2 đến 3 lần những cái sóng đúng không? Và đương nhiên là hiện tại thì chúng ta cũng đã bước vào mùa World Cup rồi ha. Vẫn đang còn trong mùa World Cup nhưng mà mình khuyên là chúng ta cũng không có nên gọi là ăn thua với thị trường và muốn mang tâm lý là lướt trên tất cả các con sóng ở thị trường ha. Và chúng ta phải là mọi người thấy là đương nhiên những gọi là những cái nhà tạo lập thị trường hay những cái đội MM thì đương nhiên là họ gọi là thông minh hơn chúng ta rất là nhiều đúng không? Và lúc nào họ cũng gọi là đi trước chúng ta gọi là ít nhất là một bước ha. Nhưng nên mình khuyên là nếu mà ở thời gian trước đó thì nếu mà anh em nào đã ăn được gọi là ở những cái mảng gọi là của fan token rồi thì hiện tại thì mình thấy là khi mà chúng ta đã bước vào trong mùa bóng lăn rồi thì chúng ta cũng gọi là cũng rút vốn ra ngoài thị trường ha. Chứ chúng ta ví dụ như mặc dù chúng ta thấy thì chúng ta cũng không có nên là chúng ta nhảy vào thị trường nữa, tại vì là đương nhiên là những cái đội anh em thì họ sẽ là đi trước chúng ta một bước ha. Thì không biết là họ tiếp tục đẩy hay không, hoặc là họ đã rút ra cái dòng vốn của họ ra ngoài khỏi thị trường ha. Nếu mà chúng ta vào hàng ở những thời gian như thế này thì mình nghĩ là khả năng thì chúng ta bị đu đỉnh cao hơn ha, so với lại cái khả năng chúng ta được tiền ha. Thì ví dụ với lại fan token thì trong những thời gian trước đó thì mình cũng dự báo cho mọi người thì nó sẽ được đẩy rất là nhiều ở những khoảng thời gian tiếp đến đúng không? Nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng đã bước vào một bóng rồi, nên chúng ta mình nghĩ là khả năng nó đẩy nữa thì cũng sẽ không có được nhiều đâu ha. Nên mình khuyên là chúng ta có thể là chọn vị thế là ngoài quan sát thôi. Mặc dù nếu mà trường hợp nó thấy nó đẩy thì chúng ta cũng sẽ không có nhảy vào chúng ta tham gia nữa làm gì. Còn tình hiện tại đi thì vẫn như là quan điểm cũ của mình ha, khi mà thị trường gọi là khi mà BTC đang đi sideways đi thì đây sẽ là những thời điểm để cho một số những cái đồng low cap ha,
Rõ ràng nhất là những cái đồng locap nằm ở trên sàn Binance và nó được list cái cặp BTC cũng như là cặp BUSD ở trên sàn Binance, thì mình thấy là đây là những quá thời gian để cho những cái đồng locap có những cái sự tăng trưởng, những sự đẩy giá nó tăng trưởng khoảng là 30 40 đến 40% trở lên, là một cái điều hoàn toàn bình thường ha. Thì nếu mà anh em gọi là nếu mà chưa locap thì chúng ta có thể là chú ý một số những cái đồng locap có được list cặp BTC cũng như là cặp BUSD ở trên sàn Binance, và những khoảng thời gian hiện tại thì nếu mà trường hợp anh em muốn tham gia thì mình là khuyên anh em nên chú ý những đồng đó thôi ha. Còn hiện tại thì mình thấy là chúng ta vẫn nên là chọn đứng ngoài vị thế của chúng ta quan sát thôi. Và BTC hiện tại đi thì mình thấy là gọi là cung và cầu cũng ít ở trên thị trường đúng không? Thì nếu mà thời gian trước đó nếu mà chúng ta bắt đáy ở cái mức khoảng là 15k năm thôi, trường hợp mà chúng ta gọi là bắt được gọi là cái đáy của thị trường luôn ha. Trường hợp nếu mà chúng ta gọi là vào cái với hàng với cái entry tốt nhất là cái mức 15k năm luôn đi. Hiện tại thì BTC cũng loanh quanh khoảng tầm là hơn hơn 16k đúng không? Thì chúng ta chỉ lời khoảng tầm là vài trăm giá thôi mà chúng ta gọi là đánh đổi với cái sự rủi ro lớn của thị trường ha, thì mình thấy là cũng không có đáng. Nên tại vì sao thời gian vừa qua thì mình vẫn đứng chọn vị thế là bên bên ngoài mình quan sát thôi. Và một số những cái thông tin về cơ bản tình hiện tại của thị trường như một số những dự án mà họ cũng tuyên bố phá sản à, và tuyên bố phá sản thì cũng không có chỉ như vậy đâu. Thì khi mà cái sau cái sự việc tuyên bố phá sản thì đương nhiên họ sẽ phải là dọn dẹp những cái đống rác ở phía sau rất là nhiều đúng không, và có thể họ sẽ bán bớt một số loại tài sản thì họ trả nợ như thế nào đó ha. Thì mình nghĩ là thị trường sẽ là tiếp tục bị chịu ảnh hưởng dù ít hoặc dù nhiều từ những thông tin này tiếp theo ha. Thì hôm nay thì mình cũng lên cập nhật tình hình một số những thông tin quan trọng đến cho mọi người ha. Và trong vòng một tuần thì mình cũng sẽ là dành khoảng là từ 2 đến 3 buổi, nếu mà tối nào mình rảnh thì mình sẽ là lên để live stream để tâm sự tình hình cũng như là chia sẻ thông tin với mọi người ha. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Và mọi người có thể tham gia vào nhóm Telegram, link mình có ở dưới phần mô tả. Thì trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin tình hình thị trường ha. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người.